Thưa quý vị, trong tuần qua, những học sinh đầu tiên của thành phố Đà Nẵng đã trở lại trường học sau một thời gian dài nghỉ học vì COVID-19. Công tác đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh lớp 1 tại trường tiểu học Hòa Bắc, lớp 9 tại trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang được ngành giáo dục thành phố đặt lên hàng đầu, làm cơ sở để từng bước nới rộng cho tất cả học sinh trở lại học trực tiếp. 72 học sinh lớp 1 trường tiểu học Hòa Bắc được chia học tại 4 điểm trường khác nhau. Trước khi vào lớp, học sinh thực hiện đầy đủ công tác rửa tay, sát khuẩn, được giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh 5K, ôn tập lại kiến thức. Nhà trường xây dựng kế hoạch phòng chống dịch ở tất cả các điểm trường. Nhà trường ngoài cái việc mua sắm, khử khuẩn dọn vệ sinh thì cũng phân công các thành viên trong nhà trường, đoàn thanh niên cũng như đoàn viên công đoàn hỗ trợ trong cái việc mà đo thân nhiệt, ghi chép sức khỏe hàng ngày các em. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng bố trí mỗi cái điểm trường là có một cái phòng gọi là phòng y tế tạm thời. Tại trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, để bảo đảm công tác phòng chống dịch, nhà trường bố trí học ở 2 tầng khác nhau. Tại lớp học, các em được phát khẩu trang hướng dẫn phòng chống dịch trong suốt quá trình học trực tiếp. Học sinh vẫn có giờ ra chơi nhưng được yêu cầu giữ khoảng cách an toàn. Nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch đảm bảo phòng chống COVID-19, sẵn sàng ứng phó khi phát sinh ca bệnh theo phương án của ngành y tế. Nhà trường tổ chức họp phụ huynh để tuyên truyền về cái công tác phòng chống dịch bệnh. Còn đến trường thì các em thực hiện tốt các cái 5K để đề phòng những cái trường hợp mà ví dụ như các em đang học mà ho sốt. Nhà trường chuẩn bị trước cái phòng cách ly thì các em sẽ được đưa xuống cái phòng cách ly đó và báo với trạm y tế xã. Để từng bước cho học sinh tất cả các bậc học trở lại trường trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã đề nghị các cơ sở giáo dục bổ sung đầy đủ vật tư y tế, tổ chức khử khuẩn, vệ sinh phòng học, xây dựng phương án an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế. Ở cái giai đoạn 2 thì sẽ tổ chức đi học trực tiếp, đại trà cho tất cả học sinh khối lớp còn lại. Thì chúng tôi đã có tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố, trên cơ sở là tham vấn của Sở Y tế, những cái kế hoạch rất là kỹ lưỡng từng bước để đảm bảo rằng vừa đảm bảo cho công việc dạy học trực tiếp nhưng cũng đồng thời công tác phòng chống dịch, và mọi cái phương án chúng tôi cũng hướng tới là công tác phòng chống dịch, rồi hướng tới là các cái đối tượng nhóm lớp được ưu tiên. Theo kế hoạch, ngày mai ngày 25 tháng 10, học sinh lớp 2 trường tiểu học Hòa Bắc và học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn sẽ đến trường. Bên cạnh công tác phòng chống dịch, các trường học cũng đã có phương án dạy học bảo đảm chất lượng ở cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp.